Mến chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 23. Ở bài 23 này thì chúng ta sẽ học phần nghe với một kỹ năng khá dễ, đó là các bạn chọn ra nơi chốn của đoạn hội thoại. Các bạn sẽ nghe xem cái đoạn hội thoại đó liệu nó đang diễn ra ở chỗ nào. Còn trong phần đọc thì các bạn sẽ chọn nội dung để điền vào chỗ trống. Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm ra cái ý nghĩa của cái nội dung mà được cho đấy các bạn. Đó là ý nghĩa ngữ pháp hoặc là ý nghĩa từ vựng. 포기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. Ở bài này thì chúng ta có phần nghe là chúng ta sẽ chọn ra cái địa điểm của đối thoại. 대화 장소 고르기. Các bạn sẽ có một cái phần đối thoại. Các bạn nghe xem hai người này nói chuyện và cái câu chuyện này sẽ diễn ra ở đâu. 보기. Câu ví dụ nha. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 내일 là ngày mai. 숙제를 내다 là nộp bài tập. 까지 là đến. 학교까지 30분 걸려요. Đi đến trường thì mất 30 phút. 주말까지 이야기해 주세요. Là hãy nói cho tôi nghe. Đến cuối tuần thì hãy nói cho tôi nghe. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. Chúng ta thấy 선생님 là một cái từ khóa mà các bạn có thể nghe ra với chữ 숙제 là bài tập. Đến ngày mai thì phải nộp bài tập nhé. Vâng, thưa cô. Vậy thì cái nội dung này diễn ra ở đâu các bạn? 교실. Trong lớp học phải không các bạn? Chúng ta sẽ xem những cái nơi còn lại nó sẽ như thế nào. 빵, 집. Đó là cái tiệm bánh. Cake. Ví dụ chúng ta có bánh kem này. 맛있다. Ngon này. Hay là 빵 là bánh. Hotel là khách sạn. Chúng ta sẽ có ở khách sạn thì mấy đêm mấy ngày vậy đó. Park hay là 일. 얼마 bao nhiêu. 언제 khi nào. Hay ở 병원 chúng ta có 의사 là bác sĩ. 아프다 là đau. 약 là thuốc. 7번. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. 7번. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. 빨리 là nhanh là mau. 오다 là đến. 빨리 오세요 là đến nhanh lên đi. 영화 là phim. 곧 là ngày. 시작하다 là bắt đầu. 지금 bây giờ. 하다 là đi. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. Đến nhanh lên đi. Phim sắp bắt đầu rồi. Vâng, đi ngay đây ạ. Vậy thì chúng ta thấy 극장 đó là cái nơi để chúng ta có thể thấy đúng với cái tình huống có chữ 영화, phim. Các tình huống khác thì các bạn thấy thế nào? Nhà sách, nhà thuốc hay là chợ thì không thể kêu là phim sắp chiếu được, đúng không các bạn? Nhà sách, 책을 사다, mua sách hay là 몇 권, mấy quyển chẳng hạn. 약국 là tiệm thuốc thì có những cái thuốc như là 약 hoặc là những cái chỗ đau như là 아프다, 등 là lưng, 머리 là đầu. 시장 là chợ. 물건 hàng hóa này. 얼마 bao nhiêu. 가격 là giá cả. 8번. 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. 8번. 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. Chúng ta có động từ cộng 를 hoặc 을 수 있다 là có thể làm cái hành động gì đó. 내일 만날 수 있어요? Ngày mai có thể gặp được không? Động từ chúng ta cộng với 아, 어, 여, 보다. Chúng ta dùng cái động từ này với chữ 보다 được nối với nhau lại. 보다 là xem, động từ là hành động nào đó, làm cái hành động nào đó thử xem. Các bạn xem cái ví dụ nè. 이 바지를 입어보세요. Hãy mặc thử cái quần này xem. Vậy thì chúng ta sẽ có cái tình huống diễn ra ở đâu các bạn? 옷가게, cửa hàng quần áo. 신발가게, cửa hàng giày dép. 모자가게, cửa hàng bán mũ.
안경 가게. Vậy thì các bạn coi cái tình huống vừa rồi sẽ diễn ra ở đâu được này. 이 바지 입어볼 수 있어요? Mặc cái quần này được không? Mặc thử cái quần này được không? Nè, 이쪽으로 오세요. Vâng, hãy đến đây đi ạ. Vậy thì cửa hàng gì các bạn? 옷 가게. Các cái cửa hàng khác thì các bạn thấy 신발 가게 thì có thể nói là size là cái kích cỡ này, hay là 색깔 là màu sắc này. Còn 모자 가게 thì sao? 큰 것 là cái to này, hay 작은 것 là cái nhỏ. 안경 가게 thì các bạn có thể có những cái kính mà chúng ta miêu tả nó là 싼 것, cái rẻ, hay là 비싼 것 là cái đắt. 어울리다 là hợp. 9번 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. 9번 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. Các bạn có 어떻게 sau đó sẽ dùng với một động từ như thế nào, làm cái hành động nào đó như thế nào. 짧다 là ngắn, 머리 là tóc, 해드릴까요? Chúng ta thấy là câu hỏi là 해드릴까요? Tôi làm thế nào cho anh? 해주세요, hãy làm thế này cho tôi. Đó là một cách dùng kính ngữ. Nghe nói cho người khác thì chúng ta dùng kính trọng, còn nói cho mình thì chúng ta dùng bình thường. 뭘 해드릴까요? Tôi làm cái gì cho anh đây? 청소를 해주세요, hãy quét dọn giùm tôi. Với câu chúng ta đã có là gì? 어떻게 해드릴까요? Tôi làm như thế nào đây? Tôi làm như thế nào? Thì các bạn nghe là 짧은 머리로 해주세요. Nếu mà câu đầu tiên không thì các bạn chưa có khẳng định được tôi làm như thế nào cho anh đây. Nhưng mà câu sau, 짧은 머리 là tóc ngắn, hãy làm cho tôi thành tóc ngắn. Thì các bạn sẽ thấy đây là tình huống diễn ra ở 미용실. Các cái tiệm khác là gì? Xe taxo là tiệm giặt ủi, ujeguk là bưu điện, còn pianichom là cái cửa hàng tiện lợi. Thì không thể cắt tóc được ở các cái nơi đó được. Xe taxo thì các bạn có thể nghe nói đến ột, quần áo. Onje là khi nào? Khi nào xong quần áo chẳng hạn. Hay là makita là giao, là gửi. Chúng ta có thể nghe nói mấy cái bol là mấy cái bộ quần áo. Đó là cái đơn vị đếm quần áo ha. Ujeguk, ở đây chúng ta có thể nghe nói về upyo là cái tem, hay là sopo là cái bưu phẩm, hay là pyeonji đó là cái lá thư, hoặc là boneta là gửi. Pyeonichom các bạn có thể nghe nói umyosu là nước giải khát này, khoa cha là bánh ngọt này, hay là mul là nước. Và các pyeonichom thì nó sẽ làm việc 24시간 là 24 giờ. 10번 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다. 10번 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다. 호지우. Chúng ta có chữ 여권. 여권을 만들다. Làm 호지우. 찍다. Là chụp ảnh. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. Tôi làm hộ chiếu. Hãy chụp cho tôi đẹp. 네, 여기 보세요. 찍습니다. Chúng ta thấy một cái động từ rất đặc trưng. Đó là 찍다. Dùng với cái gì các bạn? Dùng với chữ 사진. Cho nên là chúng ta tìm ra được cái nơi đúng cho cái đáp án này là 사진관. Chỉ có chụp ảnh thì mới dùng tới động từ 찍다. 사진관. Số 2, các bạn có thư viện, có viện bảo tàng, có phòng tranh. Vậy thì những cái số còn lại đó sẽ có thể dùng với những cái nhóm từ có liên quan như thế nào. 도서관 thì có thể có 책, sách. 필리다, mượn. 학생증 là thẻ sinh viên. 박물관 các bạn có thể có là 물건 là hàng đồ đạc ở trong đó. 옛날 là từ ngày xưa. 아내하다 là hướng dẫn. 미술관 đó là cái phòng tranh hay cái viện mỹ thuật, thì có thể có 그림 tranh này. 전시하다 là triển lãm. 작가 là tác giả. 일기 영역 chúng ta sẽ sang phần đọc.
Ở phần đọc này thì các bạn sẽ có hai câu mà có một khoảng trống để các bạn điền vào. Các bạn bắt đầu nha. 보기 저는 에 갔습니다. 책을 샀습니다. 책 là sách, 사다 là mua. Thế câu của chúng ta có 에 가다 là đi đến một nơi nào đó. Ở đây các bạn gắn vào 에 là một cái danh từ chỉ nơi chốn. 어제 시장에 갔어요. Hôm qua tôi đã đi chợ. 에서 을을 사다 mua cái gì đó ở một nơi nào đó. 시장에서 떡을 샀어요. Tôi đã mua tóc tại chợ. Câu các bạn đã được nghe là gì? 저는 에 갔습니다. 책을 샀습니다. Câu các bạn đã được đọc là gì nào? Tôi đã đi tới đâu đó. Rồi 책을 샀습니다. Từ khóa đây các bạn phải đọc thấy đó là mua sách. Thì mua sách thì mua được ở đâu các bạn? 서점. 저는 서점에 갔습니다. 책을 샀습니다. Tôi đã đi nhà sách và tôi đã mua sách. Các cái câu còn lại chúng ta có 극장, 공원, 세탁소 được dùng như thế nào? 극장 thì 연극, 연극을 보다 xem kịch chẳng hạn. 영화, 영화를 보다 xem chiếu phim chẳng hạn. Và 표 là vé. 공원 ở công viên thì cần có thể có các cái chủ đề như là 산책 là đi dạo hay là 걷다 là đi bộ. 나무 là cây cối, 꽃 là hoa. 세탁소 cái tiệm giặt ủi thì bạn cũng có thể nghe nói là 옷, áo, 바지 là quần. 언제 là khi nào, 얼마 là bao nhiêu. 34번 이 사람은 회사원입니다. 학생 아닙니다. Ở đây các bạn sẽ tìm cái yếu tố để điền vào. 회사원 là nhân viên công ty. 학생 là học sinh. Danh từ 이다. Các bạn sẽ có câu như là 제 동생은 학생입니다. Khi các bạn giới thiệu nghề nghiệp của một ai đó thì các bạn hay dùng mẫu câu là danh từ 은 hoặc là 는 xong rồi danh từ 입니다. Các bạn có thể có một câu danh từ 이가 아닙니다. 저는 학생이 아닙니다. Cũng tương tự như vậy, các bạn có thể khẳng định tôi không phải là học sinh. 저는 학생이 아닙니다. Câu các bạn được đọc 이 사람은 회사원입니다. Người này là nhân viên công ty. 학생 아닙니다. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta cần cái gì? Câu ở đây là 아니다. Thì các bạn cần danh từ với 이 hoặc là 가. Trong bốn cái chọn lựa này thì các bạn sẽ chọn 이 학생이 아닙니다. Các cái chọn lựa còn lại có nghĩa là gì? 이 là của. Ví dụ 이것은 선생님의 안경입니다. 이 là của các bạn ha. 선생님의 안경입니다. 을 là gắn vào tân ngữ. Các bạn thấy không? 이 안경을 가지고 선생님께 가세요. Hãy mang cái kính này đi tới cô, tới thầy đi. Qua. Ví dụ như chúng ta có chữ 선생님, chúng ta dùng ở đây. 선생님 quá 저는 친합니다. Cô với tôi thì rất là thân thiết. Vậy thì chúng ta thấy các yếu tố ngữ pháp này không thể dùng được trong cái trường hợp vừa rồi. 35번 khoảng trống 을 가지고 왔습니다. 지금 돈이 없습니다. Chúng ta có 가지고 오다 là mang theo. Thôn là tiền, opta là không có. Chúng ta có động từ mà chúng ta cộng với chữ an ở phía trước thì chúng ta sẽ tạo động từ đó thành phủ định. 숙제를 하기 싫어서 안 했습니다. Tôi không có, tôi ghét bài tập cho nên tôi đã không làm. 안 했습니다. Động từ an sẽ cho thấy là cái hành động chúng ta không làm bởi vì bản thân chúng ta không muốn làm. Có cái ý chí của cái người nói trong đó. Trong khi chúng ta có một cách khác, một cộng với động từ, thì sẽ thấy là cái hành động này không thể làm vì một cái điều kiện nào đó. Ví dụ, 숙제가 있는 줄 몰라서 못했습니다. Tôi đã không có thể làm bài tập vì tôi không biết là có bài tập.
là không biết có, vì một cái lý do là bởi vì tôi không biết cho nên là tôi đã không làm. Vậy thì cái câu chúng ta đòi hỏi phải điền vào cái gì các bạn? 을 안 가지고 왔습니다. Ở đây chúng ta có 을 có nghĩa là cần một tân ngữ. Tôi không mang cái gì đó theo. Không mang cái gì để cái câu sau là 지금 돈이 없습니다. Bây giờ tôi không có tiền. Không có tiền có nghĩa là quên mang cái gì các bạn? 지갑. 4번 지갑. Các cái chọn lựa còn lại, 안경 là kính. Kính thì khi nào? Khi xem sách chẳng hạn. 책보다 hay là 사전 là từ điển thì cần 사전은 찾다 là tìm cái từ ngữ trong cái từ điển. 우산 là cái dù, cái ô thì tình huống nó có thể là liên quan tới 비 là mưa. 오다. 비가 오다. Trời mưa. 36번 교실에 학생이 없습니다. 그래서 교실 là lớp học. 학생 là học sinh. 없다 là không có. 그래서 là vì thế. Các bạn có hai câu này nối với nhau bằng 그래서. Nhưng mà câu đầu là 교실에 학생이 없습니다. Trong lớp học thì không có học sinh. Vì thế mà 조용합니다. Vì thế mà rất là yên ắng, rất là yên tĩnh, yên lặng. Chúng ta có các cái từ khác. 예쁩니다. Đẹp. 작습니다. Nhỏ. 가깝습니다. Là không phù hợp với cái tình huống nêu ra phía trước là ở trong lớp không có học sinh. 37번 우리는 많습니다. 우리는 khoảng trống 많습니다. 인사를 했습니다. 아니요, 다시요. 37번 우리는 만났습니다. 인사를 했습니다. 만나다 là gặp. 인사를 하다 là chào hỏi. Vậy thì cái câu chúng ta có là 우리는 khoảng trống 만났습니다. 인사를 했습니다. Chúng ta thấy chữ 인사 chào hỏi. Chúng tôi đã gặp rồi chúng tôi đã chào hỏi. Những cái chọn lựa chúng ta có được ở đây là 아마 처음 아직 별로. Vậy thì các bạn chọn cái nào nào? 처음 우리는 처음 만났습니다. 인사를 했습니다. Chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên và chúng tôi đã chào hỏi. Các cái tình huống khác, 아마. 아마 là có lẽ. Chúng ta dùng trong tình huống chẳng hạn như là 우리가 처음 만난 것은 아마 작년 봄이었을 겁니다. Cái lần chúng ta gặp đầu tiên chắc là, 아마 có nghĩa là có lẽ là, chắc là các bạn. Có lẽ là mùa xuân năm trước. 아직, 아직 là chưa. Thì dùng với với cái thể phủ định. 이번에 개봉한 영화 봤어요? Bạn xem cái phim đã được khởi chiếu lần này chưa? 아니요, 아직 못 봤어요. Không, tôi không có xem. 별로 là thường thì dùng với phủ định nữa các bạn. 어제 본 영화 어땠어요? Thế cái phim hôm qua bạn xem thì như thế nào? 별로 재미있지 않았어요. 별로 재미없다. 별로 luôn luôn dùng với thì phủ định cho nên 별로 재미있지 않았어요. Các bạn nếu các bạn dùng 별로 재미있었어요 sẽ là câu sai. Các bạn thấy 아직 với 별로 luôn luôn dùng với động từ hoặc tính từ ở dạng phủ định các bạn nha. 38번 학교 앞에서 약속이 있습니다. 그래서 친구를 학교 앞 ở phía trước trường 약속 là lời hứa, cái hẹn. 바 친구 là bạn. 학교 앞에서 약속이 있습니다. Tôi có cái hẹn ở tại trước trường. 그래서 친구를 vì thế mà tôi 친구를 친구를 là bạn. Vậy thì chúng ta cần một cái động từ đúng không các bạn? Làm cái gì với bạn? 기다립니다. 그래서 친구를 기다립니다. Tôi có hẹn trước trường. Thế cho nên là tôi đợi bạn tôi. Các cái số còn lại 도와줍니다. Giúp cho. 좋아합니다. Thích. Và 가르칩니다 là dạy. Thì không phù hợp.
39번 이 그림이 마음에 그것을 사고 싶습니다. Chúng ta có khoảng trống sau chữ ma âm mê. Kirim là tranh, là hình ảnh. Ma âm mê thilda. Chúng ta có cụm từ ma âm mê thilda là hài lòng. Vậy thì chúng ta xem. Ở đây có một cái động từ bất quy tắc các bạn ạ. Các bạn thấy động từ bất quy tắc. Kriul. Từ bất quy tắc này sẽ được sử dụng như thế nào? Các bạn thấy chữ thilda. Thum nhì đà. Là chúng ta có thể nhìn thấy. Thum nhì đà là động từ bất quy tắc thư tà. Sal tà nói thành sam nhì đà là sống. Thì các bạn có trong cái cụm là ma me thư tà. Y kurimi ma me. Chúng ta có khoảng trống này. Y gọi xin sa go ship sim nhì đà. Ma me là bụng là lòng. Vậy thì khi gọi xin sa go ship sim nhì đà. Cái bức tranh đó. Sao đó, nhưng mà tôi muốn mua. Vậy thì các bạn thấy khi nào mình muốn mua? Mà mê thím gì ta? Tôi vừa lòng, tôi hài lòng cái bức tranh đó. Cho nên là tôi muốn mua. Các cái chọn lựa khác các bạn thấy là nắm gì ta, ốm gì ta, chấm gì ta. Không có được bởi vì chúng ta có cụm từ mà mê thím gì ta. Trong câu sẽ là mà mê thím gì ta, tôi hài lòng. Các bạn có nghe được ở phần này thì chúng ta khá dễ khi đoán ra cái nội dung diễn ra hội thoại không các bạn? Các cái nơi đó là các danh từ chỉ nơi chốn mà các bạn hay quen thuộc, đó là Kage hay là Sichang hay là Pyeongwon hoặc là Yakguk hoặc là Hakgyo, Gyoshil, những cái nơi chốn chúng ta rất thường gặp. Thì các bạn nghe xem cái đoạn hai người đối thoại đấy xoay quanh cái chủ đề gì để các bạn có thể đoán ra hai nhân vật đó là ai. Một người nói rồi một người trả lời. Vậy thì cái nội dung đó sẽ cho phép chúng ta chọn ra cái nơi chốn đúng, cái nơi chốn phù hợp để diễn ra hội thoại. Còn trong phần đọc Ilki thì các bạn sẽ thấy là phần đọc này các bạn sẽ được cho một cái khoảng trống rồi các bạn điền vào khoảng trống đó. Có thể là yếu tố văn phạm, các bạn chú ý các cái trợ từ hay là chúng ta cũng có thể dùng một từ vựng. Và ngoài ra thì các bạn còn chú ý đến những cái quan hệ trước sau của cái đoạn mà chúng ta được đọc bằng các cái liên từ như là kureso hay là kurona hoặc là kuronde các bạn nhé. Ở bài số 23 này thì chúng ta sẽ cùng coi lại một cái động từ bất quy tắc nữa các bạn. Chúng ta gọi là ru, pulkichik tungsa. Thì cái động từ này nó biến đổi như thế nào các bạn? Các bạn thể thấy một số cái động từ như là chúng ta có chữ buruta, hay chúng ta có chữ charuta, hay là koruta. Đó là các động từ bất quy tắc. Mà khi chữ ru này, nếu nó gặp một cái nguyên âm, ví dụ như là a, o, yo, yo, hay là a, o, yo, so, hoặc là các bạn thêm ad, od vào thì nó gặp cái nguyên âm a hay o đấy, thì nó sẽ biến đổi bằng cách như thế nào các bạn? Nghĩa là ngoại trừ khi gặp các nguyên âm này thì nó vẫn dùng như là các cái động từ bình thường. Còn khi mà gặp a, o như thế thì các bạn sẽ thấy chữ rư đấy. Nó sẽ được biến đổi thành ra hoặc là ro. Nhưng mà thay vào đó thì một chữ ri ươn nữa sẽ được cộng vào với cái chữ trước của chữ rư đó. Ví dụ như chúng ta có puruta thì là puloyo. Được không các bạn? Chúng ta có koruta là kolaso. Ví dụ vậy. Chúng ta chú ý cái cách dùng này. Còn bên cạnh các bạn thấy chữ chiruta thì nó lại không phải là động từ bất quy tắc. Nghĩa là có những trường hợp cái động từ nằm cái dạng nó giống như vậy nhưng nó lại không có áp dụng cái quy tắc như vậy. Thì chúng ta chú ý để chúng ta có thể dùng được đúng hơn. Chào các bạn và chúng ta sẽ gặp lại trong bài sau các bạn nhé.